So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì M41 Prime Beat Method anh em ơi. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 thì chúng ta sẽ nhận được thêm mấy trăm xu nữa. Và giờ mình mới tậu được em nó anh em ạ. Ui xời, skin được không? Sỏi, quýt quýu. Như connect ngay anh em, như connect ngay. Ngày hôm nay thì đúng là cái khẩu này nó lại được sổng chuồng một lần nữa. Người người nhà nhà cầm M41 Prebit anh em ạ. Đấy, rồi, nào. Khẩu này thì nói chung là mình đã độ một cái vỏ cực kỳ bảy sắc cầu vồng anh em ạ. Tắc kè hoa bê chết kìa. Mít này, cái gì đây? Ôi trời. Ôi, mẹ thằng bê nó phi ra như một vị thần ạ. Ôi giời ơi, đéo được rồi. Mẹ nó bắn kinh thế nhỏ. Rồi, bố này vào móc vào tận sai luôn. À, đổ lỗ quá nha. Thằng nó anh à, mẹ lục lá thế nhỏ rồi đi luôn lục lá vãi đái mẹ quanh 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 bắn thằng mít đi thằng cửa bên nó ra đấm sọ luôn mẹ nó được nhầy rồi hiệp đầu coi như là nháp thôi anh em coi như là nháp thôi không có đề gì hết súng đẹp mà súng đẹp nó phải thể hiện chứ anh em nhìn này nào chúng mày đánh lăng đấy đéo đẩy mới đau chứ. Skin này không biết là anh em có chia xấu không nhưng mình thấy thì cũng đẹp đấy anh em, cũng đẹp đấy, hơi màu mè tí nhưng mà đẹp. Rồi, hầm B có luôn. Phải ê, chưa 24 này. Bắn bừa. Thằng này là què giò đấy anh em ạ. Ừ, chơi vẹo đây. Khẩu này theo mình thấy thì sấy rất đầm anh em ạ. Sấy tầm khoảng chục viên là từ viên thứ 10 trở đi cảm giác đường đạn dí đâu chung đấy. Rồi, vỡ đầu. Chưa chín dạo nào, chơi vẹo đấy. Ai à, chảy cối với tao à. Double kill. Còn nha, còn nha. À, chơi đi bạn, chơi đi. Làm hai ngày, còn ba nữa. Các anh cứ từ từ nha, cứ từ từ để nó lên hành lang anh em đơm hết. Rồi, chết đâu kia. Hỏng rồi, hỏng rồi. Rồi, mít có nha. Ây da, ui, một que, phải cứt. Rồi, mít có luôn. Chiếm mẹ mít rồi. Thằng bên này, ôi trời ơi. Chú chim sọc. Trời mẹ đi nào còn cuối cuối ôi trời ơi mẹ tên cái thằng hầm bê kia là sọc đôi à ai chà chà ngon thế nhỏ mẹ làm năm anh em ạ à. Ngon thế chứ lại đấy súng ngon cái là phải clear ngay em súng ngon súng đẹp cái là phải clear ngay ăn mừng cái skin ngay cái khẩu này thì mình tẩy mình chế hai skin mỗi skin giống khẩu mà bốn Renvu đấy anh em ạ à. Lúc nào rảnh còn làm tiếp Rengu fake anh em ạ, Rengu fake. Rồi. Nói chung là cái cầm cái skin màu mè này nó mới toát lên được cái độ nguy hiểm. Ơ à, cái gì đấy? Ô, cái gì đấy bạn? Cái gì đấy bạn? Ui nó bò vào tận nơi ạ. À. Nó đi qua thằng kia luôn. Ui ôi, sai. Sai à. Rồi đi luôn. Rồi, đéo có thằng nào bay. Rồi ADC à, bố xe à, cái canh kiểu gì được còn chạy về hình làng thì tội chịu bố. Rồi chứ sai kìa. Ôi rồi nhìn toàn lắm. Ui rồi toàn toàn. Rồi. Vừa ăn được người nha. Gỡ bom luôn. Gỡ luôn. Rồi, gỡ luôn. Thằng này nó có gỡ không vậy? Ai à, nó gỡ anh em ạ. Mình đổi sang thằng này thì nó là kiểu như là nó bị delay ấy. Mình tưởng nó delay thì quả là không gỡ ở đâu. Nhưng mà nó gỡ luôn anh em ạ. Ai à, được. Ngon đấy, ngon đấy. Và này mình sẽ đẩy dạo anh em ạ. Hành lang thế thôi, thi thoảng đẩy rào cái. Thi thoảng, có nhá. Nào. Cái gì? Anh hai thằng luôn. Gì đấy? Cái gì đấy? Còn này bập vào đầu toàn chi sáu anh em ạ. Ai chà chà, ai chà chà. Ai à, nó dành cho bom. Nhặt bom mày sai rồi. Mày nhặt. Mày nhặt bom thì mày sai rồi. Ôi sợ làm ba ngày. Ôi sợ. Ngon ngay anh em. Ây vào tróe ngay. Đó, check kỹ kiểu nha. Làm bắn bột anh em ơi. Tìm nó anh em ơi, tìm nó anh em ơi. Không có rồi. Đục cái này có thì nó chết nha răng này. Cho chúng nó lên đi. Rồi, xong luôn anh em ơi. Xong luôn. Ngon luôn, giòn luôn. Khẩu này tính ra hơi bị ngon anh em ạ. Khẩu free nhưng mà mình đánh giá là một khẩu súng M4 free ngon nhất từ trước này anh em ạ. Trước thì mình thấy cái khẩu M4A, cái khẩu M4 nước ấy. Không có phải M4 nước cái gì M4 kiểu là M4 thanh long ấy đấy kiểu kiểu thế cái khẩu đấy bắn cũng ngon ừ
Nhưng mà cái khẩu này nó lại còn ngon hơn cơ. Mà khẩu này nó còn được mẹ tùy chỉnh skin anh em ạ, được chế skin. Ô đẹp quá anh em ạ. Lấy mình vào cửa hàng thấy cái skin này nó của mấy cái thằng top danh ấy. Nó đẹp thế này mình mua luôn, ui sợi. Mua luôn một ngày, tiền nong không quan trọng. Rồi. Ngon ngay. Sợ 41. Mẹ nó lại bá quá nhỉ. Nó lại bá quá anh em ạ. Thế này thì ngại quá. 5 hiệp 11 kill. 1 hiệp làm 5, 1 hiệp làm 3 là 8 rồi. Còn mấy hiệp lẻ lẻ. Mình cũng ngon, mình cũng ngon. Rồi. Không thằng nào đẩy danh lang luôn. Quả đấy mình nhắm bom mà có thằng nào nó đẩy là khả năng là mình ăn đấy anh em ạ. Ơ, chi gì đấy? Ôi trời ơi. Mẹ bắn bừa bắn láo lại quất đâu. Chi gì. Ngại chết đi được. 3 vết 3 kéo hiệp này chốt mẹ luôn rồi. Này thì lại nhanh quá nhờ. Thế này video lại nhanh quá. 5 phút à? Không biết à. Chơi mẹo đấy. Ây à, dính nha. Các bạn. Ây à, mình xịn. Ôi giời ơi. Ôi sao đã 1v2 rồi. Ôi giời ơi. Thế là đéo chốt được rồi. Thằng này nó cũng đen cơ. Nó bị đấm sọ anh em ạ. Chà chà. Không sao hết, không sao hết. Xốc lại tinh thần. Quá là đen thôi anh em ạ, quá bị đấm sọ không thì ngon rồi. Nào lại bảo mấy thằng này không biết nhảy cái chỗ đấy mà gỡ bom nhá. Đi tạo lại chúng mày luôn á. Rồi, 42, cố gắng 52 được rồi nhỉ. Không 51 được thì ta 52 có gì đâu, mẹ đơn giản đi các đơn giản. Que súng tí thì nó oi khói nào. Khẩu này không biết là hiệu ứng của khẩu này hay gì mà mỗi lần que súng lại thổi sáo whip wheel cái nghe bố đời phết anh các bạn. Áo thật đấy. Để ra luôn anh. Đúng rồi, mạnh mẽ lên. Em sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Còn này táp ngon là sấy ngon nhỉ. Ôi giời. Ôi giời ơi, con mẹ nó vỡ đầu anh em ơi. Ai Việt Nam này. Ê ơi, nó sấy thằng này mãi thì đéo chết mình ra phát ăn cho sọ luôn. Vai cả cút. Ôi giời ơi. Ôi. Đen như chó anh em ạ. Có vẻ như đầu xanh cuối phế rồi. Ôi có cái thằng này bắn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, mắt của tôi chọc mù mắt tao đi. Con mẹ mày có làm được việc không? Rồi trên hành lang kìa. Tăng ôi giời, cái gì đây? Mẹ đúng là thánh nhân đãi kẻ khu khờ nhậm vách cả cút. Thế mà nó sống nuôi hay của sọ luôn mới kinh chứ. Ảo vãi cút anh em ạ. Rồi 2v1 thì win thì còn gì nữa. Tôi win, ôi giời ơi. Thôi không nói cái từ win đây nữa anh em ạ. Nói từ win cái là cút luôn. Mẹ bố này bấy que ạ. Ôi giời ơi, bảy que vẫn làm nên thành tích đấy. Lúc này mình một que mình còn clear team cơ mà đúng không? Một que còn clear team mà mẹ. Ôi. Thôi mày cầm khẩu MK ra hộ tao cái, đừng có cầm thục nha. Nó ở bên trái. Ê, dốc ạ. Thôi xong rồi đấy, xong rồi đấy. Cút rồi đấy. Cút rồi. Ôi giời tí được. Ôi giời ơi, nhà mùi lật keo ở đây nhờ. Sao mấy cái mạng cuối, mấy cái hiệp mẹ cuối này mình đẹp thế nhỏ. Toàn chết phà, ôi trời ơi, thôi anh em ạ, đéo hiểu kiểu gì. Đúng đầu xanh cuối phế đầu xanh. Mẹ. Đầu xanh cuối phế mà đầu phế thì cuối xanh. Ừ, mình chơi là chuyên gia bị cái kiểu như thế. Để nào luôn anh. Để nào luôn mẹ. Một người rồi. Mạnh mẽ lên. Mình lên trước thì mình sợ mình đen mình chết trước, còn nhìn cái mấy bọn này bắn ngứa mắt lắm anh em ạ. Mà mình ơi bên phải đây. Mà mình không lên thì đéo thằng nào lên anh em ạ. Ù dị thật đấy. Rồi mày xong rồi. Mày xong rồi, đút đi hả con. Ui giời ơi, quả bom đấy không nằm chục máu ý không tí. Ôi trời. Ôi giời ơi, mẹ cái đéo gì đây? Sao mà đen thế? Ui giời ơi, 1C anh em ơi, cay thế nhỏ. Nó 2v1 rồi. Thôi đừng có solo. Rồi ăn cứt luôn. Thằng này mày không chốt được thì mày ăn cứt luôn. Ui giời ơi, em có bom bay luôn rồi. Bom lại bom nó một gôn đi. Mẹ nó cái gì đến cũng sẽ đến anh em ạ. 4-1 để nó lần đến 4-4. Phát này mà thua nữa thì thôi bố lại chúng mày. Cơ bản là mình cũng đen cơ anh em ạ. Mẹ. Mấy cái hiệp cuối thế đéo là toàn lăn là chết thôi. Rồi phát này để full B đây xem như nào nào. Mẹ full B mà không ăn nữa thôi. Nghỉ mẹ luôn anh em ạ. Chơi đéo nữa. Full mà còn không ăn lại được thì đúng là ông trời không cho mình win rồi. Ôi
Trời ơi hay quá anh ơi. Tôi đọc bom đã. Cho chúng nó bắn nhau chán đi. 5 vết 4 anh em ơi. Rồi biết này, ôi trời ơi, không có chuyện, đéo có chuyện nữa đâu. Chạy hả? Con mẹ em chạy. Ê. Ok kìa. Thế em không ăn nó. Ui, mày ok đây đây. Mày cái thằng này mình bắn yếu lắm rồi mà đéo ăn được anh em, vãi cút thật. 4 vết 3, không sao hết. 4 vết 2, đấy, mẹ hiệp này không win thì đéo có hiệp nào để win đấy anh em ạ. Rồi, 2 vết 1. Chơi mẹ đi. Chơi mẹ đi. Bay. Thế mà đéo bay. Đi mít hả? Rồi, win chắc rồi anh em ạ, 3 giây. Mẹ nó cuối đen quá. Mẹ đen như chó mực anh em ạ, đen như chó mực thề. Đéo gì ngờ mình lại đen như thế. May mà vớt vát được pha clear team, không thì cũng trận này coi như bỏ anh em ạ. Rồi, và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like và subscribe. Nhớ bấm chuông để bảo clip mới nhất của mình nhé.